Nếu một ngày bạn rời khỏi thế giới này, điều gì sẽ xảy ra? Một giờ sau khi bạn qua đời, gia đình bạn sẽ khóc lóc thảm thiết. Những kẻ ghét bạn sẽ âm thầm mừng rỡ, nhưng những người yêu bạn sẽ rơi nước mắt. 12 giờ sau đó, người thân và bạn bè của bạn sẽ biết tin bạn qua đời và họ sẽ cảm thấy sốc. Có thể những người mà chúng ta gọi là thân thiết sẽ cảm thấy tiếc nuối vì sự ra đi của bạn. Nhưng có bao nhiêu người sẽ thực sự khóc và buồn khi bạn ra đi? 3 ngày sau đó, gia đình bạn sẽ hoàn tất các nghi thức tang lễ và họ đã rất mệt mỏi. Nhưng mỗi khi nhắc đến bạn, họ vẫn cảm thấy buồn và rơi nước mắt. 1 tuần sau, cái chết của bạn sẽ trở thành chủ đề để người thân và bạn bè của bạn bàn luận. Có người than rằng ông trời ghen tị với bạn, trong khi những người khác than thở rằng cuộc sống quá ngắn ngủi. Có những người khi gặp khó khăn sẽ nhớ lại những điều tốt đẹp mà bạn từng làm. Nhưng chỉ có rất ít người sẽ thực sự khóc và buồn khi bạn ra đi. 1 tháng sau, bạn bè của bạn đã dần quên bạn và họ lại quay trở lại với cuộc sống bận rộn của họ. Nửa năm sau đó, không ai còn nhắc đến bạn nữa. Người thân yêu của bạn có thể cảm thấy buồn phiền vì những việc vặt vãnh trong cuộc sống, nhưng họ đã quay trở lại công việc và cuộc sống bình thường của mình. Bạn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc trò chuyện của mọi người. Hầu hết mọi người đã xóa các thông tin liên lạc của bạn như số điện thoại, Zalo. 1 năm sau, vào ngày giỗ của bạn, gia đình của bạn sẽ đến thăm mộ và đốt giấy cho bạn. 3 năm sau đó, bạn trở thành một ngày đặc biệt của người thân trong gia đình bạn. Điều này có thể sẽ kéo dài tới nhiều năm. 30 năm sau, mộ của bạn đã bị xuống cấp bởi gió và mưa. Những kẻ ghét bạn đã quên bạn từ lâu và những người yêu bạn nhất cũng đã ra đi. Đối với thế giới này, bạn đã trở thành hư vô. Nhìn lại quá khứ, bạn đã cố gắng suốt cuộc đời nhưng không thể mang đi được dù chỉ là một cây cỏ hay một hạt cát trong thế giới này. Sự nỗ lực và sự kiên trì của bạn trong cuộc sống không thể mang đi được một chút sự kiêu hãnh hay sự yêu mến vô ích. Mặc dù chúng ta không muốn đối diện với điều này, nhưng đối với mỗi người, dù là giàu hay nghèo, sẽ có một ngày chúng ta sẽ trở thành tro bụi và biến mất khỏi vũ trụ này. Sự phồn hoa chỉ là thoáng qua trong chớp mắt. Không ai có thể ở bên bạn và luôn nhớ về bạn mãi mãi. Vì vậy, điểm cuối của cuộc sống thực sự không quan trọng như chúng ta nghĩ. Quan trọng là chúng ta cần biết cách tận hưởng cuộc sống đó. Hãy trân trọng gia đình yêu thương của chúng ta như tính mạng của mình và tôn trọng những người bạn tốt của chúng ta. Hãy trân trọng tất cả những gì bạn đang có để không phải hối tiếc khi rời xa. Vì khi đó, dù muốn khóc hay muốn hối hận cũng không còn kịp nữa.